Rồi, hôm nay chị Vĩ sẽ vẽ cái gì đây? Con ngựa. Nói to lên. Con Rồi, vẽ đi. ngựa. Vẽ bầu trời trước. Họa sĩ tương lai đó các bạn. Rồi em giới thiệu tên em là tên gì vậy? Học lớp mấy? Nhìn đến đây. Lớp 1, 6 tuổi. Em tên gì? Là Kiều Tử. Quay mặt lên giới thiệu đàng hoàng. Đó, em tên gì? Em tên là Dương. Em mấy tuổi? Học lớp mấy? Em 6 tuổi, học lớp 1. Rồi hôm nay em sẽ vẽ cái gì? Con ngựa. Rồi em sẽ vẽ con ngựa. Ngựa tiên. Ngựa tiên ha. À, rồi. Hôm nay là Triệu Vĩ, 6 tuổi, học lớp 1, sẽ vẽ con ngựa tiên. Sao con ngựa nó ốm như bé? Em đỡ rồi. Vậy xấu thì sao? Cái bình nó có xí hả? Không, cái này chỉ là cái dây cương. À, chưa xong ha. Cái này nó đang đi qua một cái đám cỏ. Thì kim nó đang đi qua một cái đám cỏ. Phải nhầm. Yêu cầu cái này